quý vị và các bạn, uổng công xúc tép nuôi cò, cò ăn cò lớn, cò giò cò bay. Có lẽ hầu hết với người dân ở miền Tây Nam Bộ đều thuộc nằm lòng câu ca dao này. Hiểu theo nghĩa đen, cò là một loại chim trời mà khi vui nó đậu, khi buồn nó bay. Cho dù con người có yêu thương, có nuôi nấng, chăm sóc chúng cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không giữ được như con gà con vịt. Biết vậy, nhưng ông Nguyễn Ngọc Thuần, 70 tuổi, ở phường Thuận An, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã dám bỏ hơn 2 hecta đất của mình để trồng cây xúc tép nuôi cò hơn 30 năm nay. Những con cò được đi lại tự do trong sự quan sát của con người. Điều mà ở những khu đất lân cận không có được. Vườn cò này của ông Bảy Thuyền lớn nhất nhì miền Tây Nam Bộ. Ở đây ước tính có khoảng 300.000 cò các loại. Cò bắt đầu về khu vườn này sinh sống từ năm 1983. Khi đó chỉ có vài trăm con cò trắng. Tại sao cò không ở đâu mà ở ngay đây? Thì tôi có giải thích. Đây là theo tôi nghĩ quan niệm trước đây đó, cả đôi trăm năm, năm bảy chục năm gì trước, cò nó đã sanh sản nơi vùng đất này. Đến cái khi có người đông đảo phá cây thì nó để đưa vào nông nghiệp làm ruộng thì trống không cỏ được, nó đi ra ở xa. Đến khi đi ăn nó bay qua bay lại đây, ông nói cha, cha nói cho con tiền cháu chỗ này là chỗ tổ tiên mình sanh đẻ ngày trước. Cho nên đến khi giờ phút này nó bay qua lại nó thấy có cây thì nó mới đáp, nó đậu, nó xem lại thì nó đã mình bảo tồn yên tĩnh, nó không ai khuấy phá nó. Thì chúng nghĩ rằng chỗ này chỗ tổ tiên của chúng gác ổ đẻ lại là lần thứ hai. Theo tôi nghĩ là như vậy. Trước năm 1983, ông Bảy Thuyền mua khu đất hơn 2 hecta này làm ruộng lúa. Nhưng vì cò bắt đầu về sinh sống, với tính hiếu kỳ, ông Bảy Thuyền ngừng trồng lúa và chuyển sang trồng cây ăn trái cho cò đậu. Với hy vọng vừa duy trì đàn cò, vừa có thu nhập từ cây ăn quả. Quyết định lúc đó của ông khiến cha vợ ông là bà Hoa lo lắng. Con mình nó đói, tại vì đông con quá mà tới 9 đứa lận. Thành ra hồi đó cũng lo lắm giờ, mà ráng bư vào đi mần mướn, mần thê, ai kêu cắt lúa thì đi cắt lúa, ai mướn mần cỏ thì mần cỏ. Lúc đó ở đây người ta cũng là hơi cười mình dữ lắm ạ. Người ta ngạo nghễ, người ta nói là uổng công xúc tép nuôi cò, nuôi cho cò ăn, cho lớn cò giò cò bay. Câu này người ta thường ngạo nghễ với mình, người ta cười. Thế nhưng khi cây có trái thì cò kéo về đông nghịt. Phân cò thải ra quá nhiều, làm chết vườn cây. Vườn cò bảo tồn đến ngày nay duy trì là nhờ ông Võ Tùng Sơn. Lúc đó ông là hiệu phó trường Đại học Cần Thơ. Ông nghe tin gì ông mới lên, ông khảo sát, ông tham quan, ông thấy như vậy là ông mới kêu tôi xuống cơ quan của ông ở Đại học Cần Thơ. Ông mới cho 5 triệu. Ông nói thôi bây giờ ông về, ông hy sinh miếng đất, ông lên bờ đi, ông trồng cây để giữ đàn cò này lại, để nó bảo vệ bướm rầy sâu bướm đồ trong cái nền nông nghiệp của đất Cần Thơ mình. Vậy là ông quyết định bỏ cây ăn trái, chuyển sang trồng tre dày đặc trong vườn. Loại cây này sẽ giúp cho cò có nơi trú ngụ và làm tổ sinh sản. Chính cách làm này, từ năm 1994, cò đổ về đây làm tổ đẻ trứng nhiều hơn. Thế nhưng điểm yếu của tre là nhánh rất yếu, nên mỗi khi mưa to gió lớn là tổ hư, trứng và cò non rơi xuống đất, nên ông Thuyền lại tìm các loại cây cổ thụ về trồng. Bằng cách làm này, ông Bảy Thuyền đã tạo ra nơi sinh sống ổn định cho đàn cò. Câu chuyện lạ đời của lão nông dân miền Tây này trở thành chủ đề trong bộ phim tài liệu nhiều tập của đạo diễn Đặng Hồng Giang. Bây giờ người ta rất quan tâm đến cái việc mà về môi trường, đặc biệt ở các nước phát triển. Chúng ta chưa phải là nước phát triển, nhưng đã có những con người như thế, tôi cho là những con người là phát triển đấy. Tuyệt vời, đáng làm một cái bộ phim tử tế về một con người với những cái việc làm nó tử tế với thiên nhiên, với môi trường như thế. Một con cò mẹ đang chăm chút cho cái tổ của mình. Có hàng nghìn cái tổ như vậy trong khu vườn này. Không ai biết đã có bao nhiêu thế hệ cò được sinh ra tại đây. Chỉ biết rằng những con cò gặp nạn luôn được ông Bảy Thuyền chăm sóc tận tâm. Con cò con này là một trường hợp. Cái vườn cò mình nó khác hơn vườn cò khác là ở có các vườn cò kia người ta kinh doanh bắt cò, ta bán bằng cò thịt. Nào là ta lấy trứng ta bán, còn của mình nó khác hơn của người ta là mình giữ nguyên. Mình không bắt con và không lấy trứng để giữ lại cho là bảo tồn thiên nhiên. Có lẽ vì thế mà đàn cò về vườn nhà ông Bảy Thuyền ngày càng nhiều hơn. Hoàng hôn dần xuống, những cánh cò phương xa lại trở về khu nhà quen thuộc của chúng.
Đây cũng là thời điểm có đông du khách tìm đến vườn cò của ông Bảy tham quan. Mấy năm nay, ông Bảy Thuyền liên kết với công ty du lịch Cần Thơ bán vé tham quan tại đây với giá 10.000 đồng một khách. Có thời điểm lượng khách đến đây cả 100 người mỗi ngày. Hành động lạ đời ngày nào của ông Bảy Thuyền, bây giờ đã giúp cho nhà ông có nguồn thu.